Chào các bạn nhỏ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về một loài động vật tuyệt vời và đầy bí ẩn, đó chính là hà mã. Hà mã là một trong những loài động vật lớn nhất và thú vị nhất trên trái đất. Chúng có một hình dạng đặc biệt với bộ răng hà mã nổi tiếng mà không có bất kỳ loài động vật nào khác có. Hà mã thực sự là những nghệ sĩ của thế giới động vật. Một trong những điều thú vị nhất về hà mã là chúng thường sống ở gần nước. Chúng là những chuyên gia lớn về cuộc sống ở cả trên mặt đất và dưới nước. Hà mã có thể nổi lên từ dưới đáy nước để thở và sau đó lặn xuống một cách linh hoạt. Điều này giúp chúng tìm thức ăn dễ dàng và tránh kẻ săn mồi. Bộ răng của hà mã thực sự là một kiệt tác tự nhiên. Chúng không chỉ có kích thước lớn mà còn giúp chúng nhai và nghiền thức ăn như cỏ và lá cây một cách dễ dàng. Bạn có thể tưởng tượng đây như là một công cụ đặc biệt mà hà mã sử dụng để làm việc với thế giới xung quanh mình. Hà mã là những bậc thầy xây dựng tổ. Chúng thường xây những cái tổ trên bờ sông bằng cách sử dụng bùn và cây cỏ. Tổ này không chỉ giúp chúng tránh nước mà còn là nơi an toàn để sinh sản và chăm sóc con non. Một điều thú vị nữa về hà mã là chúng có trí não lớn. Trí não của chúng là một trong những trí não lớn nhất trong thế giới động vật. Điều này giúp hà mã thông minh và có khả năng học hỏi tốt. Hà mã cũng là những người bạn có trách nhiệm. Chúng thường xuyên giúp đỡ nhau trong môi trường sống tự nhiên. Khi có kẻ săn mồi đến, hà mã thường hợp tác để đẩy chúng đi và bảo vệ đồng bọn. Cuộc sống của hà mã cũng có những khía cạnh đáng yêu. Họ thường thể hiện tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đến con cái. Hình ảnh một đàn hà mã đi qua cánh đồng với những chú con non xinh đẹp thật sự là một hình ảnh tuyệt vời của tình mẫu tử. Hy vọng rằng, qua chuyến phiêu lưu này, bạn đã hiểu thêm về cuộc sống thú vị của hà mã. Chúng thực sự là những nhân vật đặc biệt trong thế giới động vật, mang đến cho chúng ta nhiều điều thú vị để khám phá và yêu thương.